Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Phạm Hoàng My, sinh năm 2001, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2022, trong lúc My cùng Lê Ngọc Hữu, sinh năm 2003, trú tại địa phương, đang nhậu tại quán Cây Xanh, thuộc khóm Xuân Biên, thì thấy Dương Văn Tèo, sinh năm 1994, cùng trú tại địa phương, đi ngang qua quán nên gọi Tèo vào nhậu cùng. Trong lúc này, Tèo hỏi mượn cây dao của My nhưng My không cho mượn, nên hai người xảy ra cự cãi, bị Tèo thách thức. Sẵn trong người đang có rượu, My liền dùng cây dao đâm trúng vùng bụng Tèo một nhát, khiến Tèo ngã ra phía sau bất tỉnh. Thế vậy, My cùng Hữu dùng xe mô tô chở Tèo đi cấp cứu, nhưng Tèo đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Biết Tèo đã chết, My bàn với Hữu, khi công an mời làm việc thì khai lúc đầu đúng sự thật, còn lúc đâm thì do Tèo tự đâm. Sau đó, My điều khiển xe mô tô của Hữu quay lại hiện trường lấy cây dao đem phi tang. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, trước những chứng cứ không thể chối cãi thu thập được của các trinh sát, My đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.